cầm gà coi tôi lên giết ba cái quyết rồi. Cầm gà cho cái gì vậy? Đi qua. Nè, ăn gì hả? Ăn gì hả? Gà luộc bên ăn gà. Gà quá trời, gà đi chợ mua đó hả? Mua đi chợ mua hả nè. Ồ, thơm quá. Món luộc hả? Thích ăn luộc hả? Không thích làm món khác sao? Thích ăn luộc chấm với muối tiêu. Gà luộc gì vậy, nhắc bặm sao nổi. Ôi ôi. Ôi gà quá rồi. Ông ơi. Ông lấy chậm gà coi chú lên giết ba cái quýt rồi. Không gà đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gớt con gà luôn à. Trời trời. Trời là gớt cái gà. Phật ơi trời. Thôi bỏ vô được. Trời trời. Cầm nữa hả? Chưa cầm nữa buông rồi. Ôi trời ơi. Tại ông cầm rồi buông ra. Có cái gà chứ dắt dưới đây là ngon rồi. Rồi. Trời ơi. Ông làm ngứa nghiêm ngu luôn kìa. Trời ơi. Ông chưa chụp nó chị buông ra rồi. Tại biết cái vô tay tụi nó chụp. Trời trời. Rồi dùng nó sao lại. Dùng lại dùng lại không sao không sao. Còn nguyên. Mặt ơi. Còn cái gan luôn. Nhà phải dưới đất nổ luôn rồi. Thôi chúng chị cầm xuống luôn đi chị qua ơi, gì khỏi thôi chị cầm luôn. Đi chị qua ơi. Nó con gà không yên nữa. Ông luôn gà không yên khô tao. Rồi ổng hiền kìa. Quá trời luôn à. Phải cầm im là chị qua thưởng cái gì rồi. Không sao không sao, không có sức mẻ, không có gì hết. Gì hết. Quậy kiếm gì dưới nồi hả chị? Quậy quậy kiếm gì? Kiếm hâu câu quá vậy. Đâu con gà coi. Cầm đàng hoàng đó nha. Để đi xuống cầu thang là dắp hộp mít là tại anh. Dọn dọn chén dọn cơm gì ra ăn luôn. Rồi rồi ảnh dọn chén cái gì? Dở dở cái giò qua cầu thang tới tới nghe, lại dắp cái cầu thang cái là rồi luôn á. Gà với người ta là lộn đi luôn đó. Cầm cho đàng hoàng đó nha. Chuyện giới là nhịn đó. Ừ. Cái gì trời. Ồ, gà quá. Ồ, gà mà trước xăng ăn luôn ha. Có cái bàn luôn kìa. Rồi mới mới la không buồn rồi kìa. Lấy gì ổng thiệt khô cho buồn. Rồi, rồi ăn gà luôn. Cơm không? Cơm lấy cơm xuống luôn. Bữa nay cũng như là ôi, bữa, ôi, bữa cơm gà nha. Ha. Ngày bữa cơm chia tay. Chia tay là cho chồng chị nãy đi rồi. Chia tay chồng ha. Bởi mới mua gà đại cho nó ăn. Ừ. Rồi nãy giờ cài bừa này kia đầy đủ chưa? Rồi sao có rồi. Đủ hết chưa nha? Đầy đủ. Đầy đủ hết chưa? Nhắm đợt này là tới bến cho ổng gì đó, ổng đi ổng có lưu liếng không? À, bữa nay U61 ăn gà nha, ăn gà xong tiễn chồng đi luôn nha. Tiễn đi luôn á. Tiễn không đi làm, tiễn đi làm. Tạm biệt, tạm biệt. Mày gà này nãy mua nhiêu? Cháu ăn gà hả? Nãy mua gà nhiêu rồi chị qua? Không biết ký mấy mà 120 ngày. 120 á, con này chắc chừng ký mốt phải không ta? Ký 50. Ký 50 ha. Bụi tiếng đưa nhau em xé đôi con gà. Ồ, hay đó. Hay quá. Em đút cái cánh mới cầm cái cánh đó vậy. Cái cánh gà. Trời ơi. Mập ra răng không có còn lượng ngay chỗ hiểm mà ăn không trời. Mổ là tàn. Này mà kiếm gà thái dường mà chừng gà trống mà chừng mà 3-4 kg một cái á là ăn là đã luôn á. Trời mất tới sáng luôn. Kiếm gà má đẻ mà đẻ nó 5 lứa. Trời ơi. Trời ơi. Ăn được gà luôn á. À. Cái cây. Mời khán giả, mời khán giả. Mời dạ. Ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm, chung với lại qua. Cơm cả nhà ơi. Đọc cái họ tên luôn quý vị cho nó mướt cái cây. Ăn cơm chung với Lý Lệ Hoa. Lý Lệ Hoa ha, biệt danh, biệt danh. Biệt danh là gì? Biệt danh là Lý Lệ Hoa. Biệt danh là Hoa Khôi hả? Hoa Khôi. Ờ, còn này là chồng vô ha. Chồng vô, anh chồng vô. Vô chứ không chồng ra sao? Chồng vô chứ không chồng ra. Trời ơi, cậu ăn rồi, trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Là xe con cặp nó vô ra thấy ướt. Sao gọi nguyên hả?
con lấy chấm bấm mắc cái giò mà cái giò còn nguyên. Thử rồi quá thử rồi, ngon quá ngon rồi. Đó, bữa nay thấy cả nhà mình thấy chị Lý lại qua không, biệt danh là Hoa Khôi ăn. Ừ, ăn giò gà. Nãy giờ hết 30 giây mà nó chưa thấm đâu hết trơn. Ông chồng cười hoài luôn rồi công nhân chứ. Ông chồng đâu rồi, ông chồng lấy cái phao câu cho vợ ăn coi. Ông đưa cái mời cho bà ăn đi. Đưa cái mời đấy, đưa cái mời luôn. Ờ, đưa cái mời luôn rồi kìa. Không có găng mà đưa mời với chân luôn à. Đưa cái mời tới chiều luôn á. Đưa bà cái đầu luôn đi, còn vô hết. Xé từng miếng thịt coi, đút cho ẻm ăn coi. Quá khứ rồi. Trời ơi. Người cho muối ớt ngon ha. Trời ơi, coi chị. Còn bà chị tôi bấm múc kìa trời ơi. Múc tới nó chắc nút trọng rồi chị ạ. Mắm mắt thì nấu. Còn xương nhai xương luôn à. Còn nhặn ha. Con gà này nó cũng thịt nó cũng mềm ơi. Cái hầm này mềm. Ờ. Cháu rùa xé bay gà ngon ghê, xé bay nước luôn kìa. Ừ. Gà nước không. Cái mồi màu xanh lá cây. Lên hết rồi, lên hết rồi. Mình màu tím luôn rồi. Bạch giết hết rồi. Rồi sao nhớ rõ thì cộng ra thành màu tím. Rồi cái đầu nó đâu rồi? Đầu nó coi. Ngắt cái đầu nó coi. Đó. Trời ơi. Chị Ba này bữa nay ăn ngon gà nghe. Như nhìn như mà chị Ba đang hút bang nè trời. Cái đầu gà coi có nút không chị? Có nút không? Có luôn hả? Nút sao đâu. Ngon như trời. Quá ngon. Thấy chị Ba ăn nhìn mắt thèm luôn á trời. Béo không? Béo không? Cái đầu gà béo quá cả nhà ơi. Béo ha. Ngại không chị Ba? Nút qua, nút qua, nút. Trời ơi. Trời. Quá ngon. Chảy nước miếng luôn trời. Chồng anh ai nói anh đang lại gai thấy thấy ông chứ nãy giờ em để ý ông cũng lựa ông cũng lựa thịt ông ăn không đó thường thôi nha ăn thịt ừ. Ừ. Bên trong lựa thịt ăn còn xương thì nhường thương quá ha tưởng đâu ông có răng để ông nhai xương chứ để thịt cho vợ ăn cũng nói cái chết quá trời. Cái này tình nghĩa chắc có chắc bền lâu ta nhả ra hết trơn rồi cái xương nó sao ăn nãy không để ớt đồ vô cho nó cay cay đồ vậy còn cái giò gà kìa hồi lụm luôn đi khỏi nói rồi là được á cái gì qua ăn mà thèm không rồi, một hồi nè một hồi bắt cầm nguyên con gà bán luôn rồi nha múc bán kìa trời ơi gà bà múc kìa nó rồi ôi chị không có găng mà chỉ nghe xương gớp gớp cả nhà nấu nghe bằng nấu à nghe bằng cái nấu ừ cái nấu bánh hay là xương nó ra cái nấu làm gớp gớp hay vậy ăn hồi cái môi kìa nó thèm lèm á kìa trời ơi lên tới cái môi trên luôn kìa đâu à sớm ở trên là môi đỏ ở dưới môi xanh à, bây giờ ngồi ăn gà xong hồi nó thăm kim hết trơn kìa ngon chưa quá ngon rồi quốc tê bắt đầu tới cái giò nữa nè nha ăn chưng với con nghĩa ơi quá bập mấy cái giò nó ngon mắt bập nó ngon cứng cứng bập đã hen dai dai rồi nó có ngạnh không nó nghe rồi nghe ờ có ngạnh nó nghe để nó gịch một cái hay là bài cái nấu thì sướng à không răng mà gịch thì ghê trời rớp rớp không răng mà nhai xương nghe cớp 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 có thường ăn thịt gà không chi qua ít ăn lắm ít ăn này này thèm quất nguyên con gà luôn ha ăn cho đã ha này nó có chồng nhà mới mua cho chồng ăn mình chút chồng đi rồi ừ bồi bổ á bồi bổ với ổng á chồng mà đi lâu lâu cái này chắc bồi dưỡng anh khác quá ông đi đi nhưng mà cũng phải tranh thủ về vợ nghe ông vô để bả nhà bả mua là gà nữa đó bả mua gà lâu vô không đó đúng rồi tháng về một lần ừ tháng về một lần đủ công sức không chị Hoa chắc như cái đó là chắc dập linh đình luôn á chưa đó chưa cả thùng nó thường luôn xả ra cho nhiều nói đi qua trời
ụ nhìn miệng kìa, tới công chuyện thôi kìa, nó xuống tới dưới cằm luôn. Thường thường là thích ăn gà, thích ăn món gì nó gì qua. Hồi nãy em nghe chị nói là thích ăn ghẹ gì đó. Thích ăn ghẹ mà em có bán ghẹ mua mập. Vậy ha. Ờ mua mập ha. Dữ không ha? Ghẹ rồi ăn được không? Được, mấp mấp. Mấp mấp gì ghẹ mà mấp gì, cái vỏ mà mấp gì? Ờ, cả nhà ơi, cả nhà mình muốn chị qua ăn ăn bắp không cả nhà? Có muốn thì để lại bình luận nha. Chị qua ăn bắp được mà. Không chị qua. Bắp Mỹ á. Bắp Mỹ cũng ngon mà, nó ngọt mà, mềm mà. Cái trái nó chà bá. Ủa sao anh nghĩ rồi? Thôi nghĩ ăn nghỉ. Sao rồi? Ăn có nhiêu. Ồ wow, tướng ông gì mà ông ăn nó thịt vậy? Phật ơi, ông không ăn là bà cầm nguyên con gà bà làm luôn đó nha. Cạp cái đùi đi. Ừ, đó, rồi đó. Nó thấy chưa, bà thương bà bồi bổ cỡ đó không? Ông ăn cái đùi đó đi, còn nhiêu của bà đó. Hôm nay thì biết bao nhiêu người đi lại bà không cho ăn cái đùi đó, ông gì là cho ăn đó. Ừ. Không nhận ha, không có răng mà nhai cái miệng thấy thương ha. Mấp thấy cưng vậy. Chảy từ hương dưới cằm hết trơn. Cái miệng này hồi vô lấy xà bông rửa mới ra. Lấy bằng chải sạc luôn. Đường mình chẳng có gì, mình chẳng chà dầu. Ờ kêu ổng kêu lấy bằng chải chà dò kìa. Coi chị qua không ra kìa rem nào chân trời. Em không gà ăn em không? Thịt em không chị qua? Ngon chứ. Ăn này nó nuốt ba cái xôn rồi hết rồi. Quá béo rồi. Béo à. Ăn hết gà đó không? Chị qua. Không hết thôi. Không hết ha. Ăn miếng này thôi ngán rồi. Ừ. Ăn hết này đi ngán rồi. Cầm nguyên con gà ăn luôn. Đúng rồi. Trên đó. Chi nữa. Lâu lâu ăn ngon bữa hả? Mình lúc múc ban gì đó cầm nguyên con ăn cảm thấy nó ngon lắm. Hổng gà ổng đi đâu có ăn được gì đâu. Ông dài ăn nước bơm không? Ờ gì? Đi chuối phải không? Ăn cá lóc hoài chịu gì nổi. Cá lóc với ngán quá. Cái gì cũng phải thay đổi chứ không lẽ ăn cá lóc hoài phải không chị qua? Để chuyển qua ăn xúc xích lập xưởng này kia này, trời ơi. Mai tới mình ăn lập xưởng, ngán rồi đó. Xưởng nha. Rồi chị qua cầm nguyên con gà luôn coi. À, chị qua cầm, bà cầm nguyên gà nè. Rồi đi vô ngủ hả? Rồi vô phòng đi, hồi bà vô. À, tới chị qua nè. Chị ăn xong chị qua tạm biệt ông, vô phòng tạm biệt ông. Chị qua nè. Chị qua sau đây là chuẩn bị là cái phần múc băng của... Cầm nguyên con gà đây. Của chị Lý Lệ Hoa. Đó, chị qua cầm nguyên gà. Căng ngay cái phòng con. Chị qua cầm nguyên gà. Đó. Dứt cái phao câu gì luôn. Cầm đàng hoàng đó nha. Ui già đã thì cho quá ngon luôn rồi. Đó là béo nhất cả chị qua. Béo. Còn gì nước không á? Còn gì nước của? Mình ăn cho đó cảm giác ra sao chị qua? Ngon quá. Ngon quá. Có ngay dại không? Nó có béo không chị qua? Béo nhất là cái này. Nó có xịt nước không? Đắng cái là thịt liền. Cái phát mà đầu tiên chị qua ha, cắn nhẹ vô cái trời nước bắn. Quá đã luôn. Tứ lung tung luôn. Ngán quá. Yeah. No, hả? No. No. No quá cả nhà ơi, ngán quá. No, hả? Cái đó đi dành lại. Rồi để dành đi. Để dành lại. Dành tối ăn. Bỏ tủ lạnh ngang. Có tủ lạnh không? Công nhận đó. Ha. Công nhận ăn gà này ngộ ha. Ăn mà cái giò bên kia còn cái giò đây. Ừ. Rồi. Cái hồ câu mất tiêu ha. Ăn bên đúng nửa con à. Còn cái đầu rồi mất tiêu luôn. Đầu mất tiêu rồi. Ha, cái đầu. Cái đầu rồi hả? Cái đầu con kìa. Cái đầu mất rồi, bập rồi. Tiêu rồi. Không đi ngủ rồi đó không ấy, cầm con gà này vô hai người ngồi múc với nhau. Cái vậy ngồi múc con gà. Múc gà. Cầm, rồi đi vô hả vậy? Vô. Cầm vô đàng hoàng đó nghe trời. Đi cứ tới để cái nữa là xuống kia luôn đó. Chấp hộp bít là coi như cái đó bỏ luôn đó. Ngon quá cái này. Ngon quá ngon rồi cái này. Này còn nấu gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi đó ha. Ồ, ồ cái này cái nồi nước này đã bỏ uống chị qua. Nấu đó. Nấu cháo rồi đó. Để chị mua đồ làm nước súp ăn. Nước súp hả? Ờ đúng rồi đó. Ờ đúng rồi đúng rồi. Nước súp là chan cơm là hết rồi. Cải bất cải xả vô nấu nước súp chan cơm. À. Cái này đúng ngon đó là giả để gạo vô nó làm nồi cháo cũng thử luôn trời.
Rồi chừng nào ông đi chưa qua? Khoảng 3 giờ. Ba giờ cũng đi ha. À. Thôi em thấy chị nên rửa mặt mày đi. Rồi rửa mày sạch sẽ đi, tiễn chồng đi. Chị đứng nghiêm mà nhìn qua đây cái coi. Rồi rồi coi nè. Sau một trận múc ban nó nói là tèm lem tuốt lút luôn cả nhà. Ăn gà xong rồi mất tiêu ba cái son hết trơn. Trời ơi, mất trời hết rồi. Trời ơi, đi dính dài xuống tới càm luôn. Nó dài lên trên kia nữa. Thôi rửa đi chị. Rồi bây giờ mình rửa mặt mày sạch sẽ đi rồi mình vô mình trò chuyện với ông xã mình tiễn ông đi làm ha. Ông đi cả tháng, 2 tháng trời ông mới về đó. Cười ha, ngộ ha, sau khi rửa mặt nó khác lúc mà công chưa rửa ha. Ăn con gà chưa có mặt tỉnh queo ha. Tỉnh queo. Ngon quá. Rồi, ngon ha. Nó thường thường gà mình ăn nhiều không chưa qua. Nó ngon quá thèm. Ý là gà mình có thể ăn thường xuyên không? Không, lâu lâu mới ăn. Lâu lâu là khoảng bao lâu? Khoảng cái 10 bữa, nửa tháng gì. Trời, trời, trời. Mới ăn. Lâu lâu mới ăn, thường thường ăn cá lóc không à. Ăn cá lóc thì ăn thường xuyên. Như hồi sáng đó là quất một cặp rồi đó. Như bữa nay là thấy là lụm con gà đó mà sao thấy cái đầu nó nhỏ quá. Nó không được chạy giờ. Gà đó không được đo, cái đầu không được bự. Rồi mình mốt mua con gà thái vườn rồi đó bự bự á, gà cỡ 3 kg 4 kg rồi á. Cái mâm gà cầu gà trống gà đá. Cái đá mới đầu bự. Trời ơi. Rồi gà cổ hả? Chị muốn bự nữa không? Gà trống cổ á. Chị muốn bự nữa không em chỉ cho con nè. Con gà lôi cái đầu chà bá. Bây giờ có mấy cái loại gà nó cũng bự đó. Mua gà đó về ăn ngon. Cái đầu đó lo mà múc. Nay là chồng đi rồi sao thấy cái mặt nó vui quá ta. Thì bây giờ đã chưa đây thì chưa còn vui. Chút đi rồi mới buồn. Không biết có buồn không á nha. Cỡ 3 giờ giữ không đi rồi. Không chắc nghi là chị qua là buồn trong lúc đi thôi. Là ổng lên tới chảnh là vui lại liền à. Bán gì? Nói không? Công nhận à. Công nhận chị Hoa tuy là lớn tuổi ha, nhưng mà đồi núi chập trùng chứ đâu thường đâu. Đâu phải đơn giản đâu. Cũng điện nước đồ cũng dữ dằn á, không thường đâu. Nó quắt luôn á. Hốt hốt. Cái này gì mới cài đâu cần mà xới bọng gì đâu. Với lá ủi không. Giờ lá ủi không chứ không cài. Ủi luôn á. Không gài hàng tiếng chưa hết nữa chưa qua. Chưa bất bác rồi. Vậy ha. Bà vì ổng ông nha anh vô đi về chi để chị khang tiếc. Bữa hôm bữa mà bà mua đâu ăn hình như 3 trái chuối đó. Ra nó khang, nó nóng mình đó. Mấy bữa mua khang. Ngày qua nó không về tự nhiên không về là có ăn đi một là khang rồi đó. Vậy đó ha. Rồi nó không ra tiếng luôn. Vậy ha. Lần rồi. Ổng về ổng mua lập xưởng cho bá gì cho chị cái gì. Bá về mua lập xưởng cho ăn. Rồi. Cái lập xưởng hoài hết ha. Mà hình như là mình mới đi chợ có mua lạc xưởng đúng không? Có mua. Một lốc phải không? Có mua lốc lạc xưởng. Có trừ hao thuốc mà ổng đi rồi ha. Chừng nào ổng đi. Ha. Nhớ. Nhớ lôi lạc xưởng ra liền. Mua để hồi đó. Nào có nhớ ổng thì lấy lạc xưởng ra ăn. Rồi thôi chào chị Hoa nha. Chào chị Hoa nha. Tạm biệt chị Hoa.